Chào mừng anh chị trở lại với channel Dũng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Dũng chia sẻ đến anh chị một lô đất nằm tại khu phố Suối Nhung, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu anh chị nhé. Lô đất có quy cách là ngang 5, sâu 47 và có sảnh 60m2 thổ cư anh chị ạ. Đường nhựa, cách đường đào công soạn tầm 50m anh chị nhé. Thì trên đất hiện tại đang trồng cây cao su anh chị, nhưng mà đất bằng phẳng. Theo hướng phía bên phải màn hình, mình đi theo đường Đào Công Soạn thì mình sẽ ra vòng xoay Hắc Dịch anh chị, và hướng ngược lại thì mình sẽ ra đường Đại Lộ Võ Văn Kiệt ngay khu Tràng Cát ấy. Khu Suối Nhung thì được quy hoạch làm khu trung tâm hành chính mới của Hắc Dịch nha anh chị. Đường kẻ ô bàn cờ rất là nhiều và đây là một khu vực rất là tiềm năng. Khu phố Suối Nhung cũng là cái điểm mà hạ nút cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu luôn. Thì xung quanh vị trí của cái lô đất mà Dũng muốn giới thiệu đến anh chị thì dân cư ở cũng khá là đông đúc anh chị. Hiện tại thì lô đất này chủ đang ra giá là 1 tỷ tư hơn một tí xíu anh chị nhá. Khu vực này thì đã giao dịch nha anh chị, đã giao dịch thực tế là nó từ 1 tỷ 7 đến 1 tỷ 8 cho những lô ngang 5 sâu 45-47m. Từ vị trí lô đất đi ra đường Đào Công Soạn thì tầm 50m. Đường nhựa, đường Đào Công Soạn thì nó kết nối từ Đại Lộ Võ Văn Kiệt ngay khu gần khu công nghiệp B1 anh chị, đi trong khu Suối Nhung và vòng ra vòng xoay Hắc Dịch. Đấy, theo hướng này thì mình sẽ ra đường Đại Lộ Võ Văn Kiệt này anh chị. Dân cư khá là đông đúc như anh chị cũng có thể thấy. Còn hướng phía bên này, bên tay phải màn hình, đi theo Đào Công Soạn tầm 1.5 km, mình sẽ ra vòng xoay Hắc Dịch. Mình sẽ giao với đường Lê Đức Thọ. Thì vừa rồi Dũng đã chia sẻ đến anh chị một số cái thông tin sơ bộ về lô đất cũng như là giá cả, vị trí và hình ảnh thực tế. Thì anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ Dũng qua số điện thoại 0908 741 668 anh chị nhé. Và anh chị nào yêu thích thì cho Dũng xin một like cũng như là một đăng ký kênh để có thể là nhận được những cái thông báo mới nhất và sớm nhất từ những cái sản phẩm mà Dũng đăng lên nha anh chị, để mình có thể lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của chính mình. Dũng xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở những cái sản phẩm giá tốt tiếp theo nha anh chị.